8 kiểu người khó có nhân duyên tốt đẹp, sửa đổi ngay kẻo muộn. Trong cuộc sống, chúng ta không khó thấy một số người luôn được người khác yêu quý, tôn trọng và một số người luôn bị xa lánh, thậm chí xuất hiện ở đâu cũng khiến người khác khó chịu, càng khó có nhân duyên tốt đẹp. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà thông thường đều có liên quan đến tính cách của cá nhân đó. 1. Chỉ nghĩ đến bản thân mình. Rất nhiều người không ý thức được điểm này, họ chỉ quan tâm đến bản thân, chỉ đàm luận những vấn đề liên quan đến họ, mà không quan tâm đến lời mà người khác muốn nói cũng như cảm nhận của người khác. Những người này thường cho rằng bản thân họ là quan trọng nhất, người khác phải phục tùng. Đó chính là thể hiện của tâm vị tư, ích kỷ. Không có ai nguyện ý kết giao, hợp tác với người chỉ nghĩ cho mình, luôn cho rằng bản thân mình là quan trọng nhất. 2. Chỉ coi trọng bề ngoài. Một số người chỉ mải chăm chút bề ngoài mà không chú ý tu sửa tâm tính của bản thân mình. Kỳ thực, điều thu hút, hấp dẫn người khác thực sự đến từ nội tâm, ngoại hình không phải là quan trọng nhất. Một người có thể có những bộ quần áo đẹp và dung mạo xinh xắn, nhưng nếu như họ là người có tâm hồn ích kỷ, xấu xí, thì họ chỉ có thể tạm thời thu hút được ánh mắt của người khác mà không thể có được nhân duyên lâu dài. Còn một người có trái tim thiện lương và chân thành thì sẽ có được những nhân duyên trường tồn với thời gian. 3. Mang nặng tâm hiếu thắng. Những người mang nặng tâm tranh đấu thường có tâm hiếu thắng và đố kỵ rất lớn. Họ luôn muốn hơn tất cả mọi người. Khi thấy người khác đạt được thứ tốt đẹp, họ sẽ cảm thấy khổ sở như chính mình bị mất mát thứ gì đó. Ngược lại, khi thấy người khác gặp phải chuyện không như ý, họ lại vui mừng như bản thân đạt được. Loại tâm này rất không tốt. Nếu một người có tính cách như vậy thì chắc chắn người ấy sẽ không thể được người khác yêu quý, kết giao. Một người cần học cách vui với niềm vui của người khác. Khi ai đó thành công, người ta không nên nói, tôi có thể làm được tốt hơn, mà hãy nói, bạn thật giỏi, tôi tự hào về bạn. 4. Thích ra lệnh. Tất cả mọi người đều bình đẳng và đáng được tôn trọng. Một số người thường rất thích chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho người khác làm việc mà không tự làm. Thậm chí, khi cần nhờ người khác làm một việc gì họ cũng nói với ngữ điệu và thái độ bề trên. Những người này thường khiến cho người xung quanh bất mãn và xa lánh. Trong cuộc sống, cho dù là người có năng lực vượt trên người khác thì cũng nên khiêm tốn và chân thành. 5. Không thành thật. Nếu muốn được người khác tin cậy thì trước tiên cần phải thành thật. Một người dối trá khó có thể được người khác tin yêu. Một số người hay dùng cách nói khéo léo nhưng không thật để lấy lòng người. Nhưng điều này chỉ được nhất thời, không được dài lâu. Những người khiêm tốn và chân thành thường có được sự tôn trọng và yêu mến của đồng nghiệp, bạn bè, nhân duyên tốt đẹp cũng theo đó mà đến. 6. Thô lỗ và vô lễ. Một số người dễ dàng nổi nóng và hành xử thô lỗ, vô lễ với người khác khi bất mãn một điều gì đó. Điều này thể hiện ra trình độ giáo dưỡng của họ. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có những quan điểm bất đồng với người khác hoặc gặp phải những người mà chúng ta không muốn gặp. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không nên thể hiện sự thô lỗ khiến người khác rơi vào tình thế khó xử. Bởi vì rất nhiều khi một lời nói vô lễ, một cử chỉ thô lỗ có thể khiến bản thân hết giận tức thời nhưng lại khiến phần nhân duyên này đứt mất, để lại hậu quả đáng tiếc về sau. 7. Không đáng tin cậy. Khi bạn bè của một người gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, liệu người đó có thể ở bên cạnh không? Khi người khác cần, có phải người đó luôn luôn bận rộn? Nếu biết trước đó là người không thể trông chờ lúc gặp khó khăn thì mối nhân duyên cũng trở nên mờ nhạt. Để trở thành một người đáng tin, cần phải có một trái tim lương thiện, chân thành, khiêm tốn, biết giúp đỡ người khác nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Đây là cách kết nhân duyên tốt, cũng là cách tạo phúc báo cho chính mình. 8. Luôn dựa dẫm vào người khác. Có những người hễ gặp một chút khó khăn liền lập tức nương nhờ vào người khác mà không dựa vào sự cố gắng của bản thân, chỉ muốn được người khác cứu tế. Kiểu người này thực sự khiến người khác cảm thấy phiền toái vô cùng. Một người có khả năng tự lực cánh sinh mới có tôn nghiêm và thể hiện mình là người có trách nhiệm. Người hễ khốn khó liền tìm đến người khác thì không có sự tôn nghiêm. Một người không có tôn nghiêm sẽ khiến người khác tránh xa, càng không muốn kết giao qua lại. Theo An Hòa, Trí thức Việt Nam. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.